Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Biển. Hôm nay giới thiệu với các bạn về một nghề vây rút ngay. Hiện tại mình đang ở trên con tàu vây rút ngay đây các bạn. Bây giờ là 7 giờ sáng, thuyền chúng mình sẽ bắt đầu chạy trên biển các bạn, chạy đủ nơi để tìm cá ngừ để đánh và sẽ tìm siêu phẩm cho các bạn xem. Chạy như thế này khi nào mà thấy cá thì nổi lên là thuyền mình sẽ tới đánh. Trong khi thuyền chạy các bạn thì những anh em ngư dân sẽ ngồi trên này là một vị trí cao nhất của thuyền để bắt đầu nhìn xung quanh. Cá lên là sẽ thấy và thấy là sẽ báo thuyền trưởng và sẽ tới đánh lưới. Đang đi tìm cá các bạn, chưa thấy cá. 2 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ là 9 giờ sáng. Những anh em đang vá lưới. Lỗ nào rắp thì vá. Khi nào có cá thì đánh thôi. Bây giờ thuyền vẫn đang chạy tiếp. Thiên có cá rồi các bạn, cá lên này, cá nhảy ngoài kia. Rồi, anh em chuẩn bị bùa, cá ngoài này. Như vậy là lưới được, đã được vứt ra. Đấy, ngoài kia là sẽ có một người nhảy xuống. Từng đoàn các bạn.
chuẩn bị với bắt vuông các bạn. Vuông nó này này. Bắt đầu sẽ bắt buông để tơi lên. Bây giờ anh em sẽ đang tơi lên, tơi chi lên. Có những anh kia đang đập cá, chần cá. Rồi, đã phát hiện cá nằm trong lái rồi các bạn. Đầu mũi thuyền đấy. Đấy, bây giờ cá nó mới lên lại. Anh kia lấy đá kìa, lấy đá để ném. Ném mục đích là cá nó sơ. Tôm. Anh em đâu nay vẫn đang tơi chi lên các bạn, thì sẽ có một người vải thúng để đi buộc phao, thì nó sẽ tơi vào đi một vòng luôn, vòng quanh lưới. Hôm nay chi gần lên rồi. Rồi bây giờ sẽ lên chi lên bên này các bạn. Đến chi thì mẹ em sẽ nhảy vào để buộc thì nó sẽ xuống. Về ngày này thì chỉ có 2 người tới thôi. Nhẹ. Về đêm thì rất là nhiều người, về ngày thì ít. 2 người là đủ. Giờ sẽ đẩy chi tới các bạn, đẩy chi tới đâu mùi thuyền ấy, để tí này khu vực là sẽ kéo lưới. Rồi, anh em phụ nhau đẩy tới này. Ngoài này thì có anh em kéo phao, thu gom phao về. Giờ kéo máy qua các bạn, bỏ vào để chuẩn bị tơi. Đây là máy tơi lươn này, robot. Quá khỏe. Rồi. Rồi bỏ dưới này vào này. Sau khi vô máy tơi lươn thì anh em sẽ bắt đầu vào việc chính. Người nào việc đấy. Anh Sử chuyên gia sắc phao, còn bán kia kéo lươn. Và hai anh đâu mỹ duyên là chi. Sắp chi các bạn. Người nào việc đấy, bán ngoài thủng rồi. Bán kéo phao này, chắc mình là tơi phao. Kéo lưới này thì tầm khoảng 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là bắt đầu xong lưới. Xong lưới thì bắt đầu chạy đánh mẹ khác tiếp, đánh cả ngày các bạn. Rồi 5 giờ chiều bắt đầu thôi. Tối mới có cá thì đánh tiếp. Anh em đang kéo lại các bạn, tầm 2-3 dẻo thôi. Đây là thợ lặn này. Thợ lặn này là lặn ngoài kia, tình báo là vào là lặn câu cá rồi. Đấy, bắt đầu vào để kéo lưới, nhưng mà cá nằm xấu lắm. Là nước nó đục cho nên lâu lâu nhìn được một vài con. Tin vui là cá đã vào lưới rồi. Bây giờ chỉ việc kéo lên thôi. Ôi, hiện tại kéo được 5-6 dẻo chứ các bạn. Anh em vẫn đang miệt mài kéo áo này. Tầm tiếng nữa là xong. Đã thấy một rấu của một em cá cao. Cá ngư chưa lên các bạn, cá ngư nó đi dưới lưới chưa lên được. Đây là cào.
anh em vẫn đang tiếp tục kéo lưới. Thuyền trưởng ngồi trên này, trên tầng hai. Mày xưa các bạn một con đây chín nó, hai con yêu gì. Anh em đang kéo lưới. Rồi cho anh em sẽ ra ngã các bạn. Chuẩn bị xúc cá. Cá này mình quá nhìn nước đây này. Bay lên. Ấy. Rồi, giờ sẽ bay lưới lại. Cá thế này này. Chuẩn bị xúc cá. Mà xưa nè.
đây là những con cá đóng các bạn, cá đóng đóng lưới á, con sống. Đây là cá ngừ ngừ vậy, có một em cá hố này, hố vàng, con đã tầm 3,5 cân. Rồi bây giờ sẽ đưa vượt xuống xúc. Một người tươi các bạn này, tươi vượt. Đây là vượt đầu tiên, hiện tại là mới 11:30. Rồi bố chặt luôn quá đi. Rồi công đi bắt đó. Đây. 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 Một vượt. Bây giờ là vượt thứ hai này. Lên. Rồi, ba vượt. Xúc lên các bạn thì anh em sẽ kéo lưới lên và sẽ thắng lại để tí nữa chạy gặp cá sẽ bùa tiếp. Ngày này là bùa ban ngày các bạn, còn mặt trời là còn bùa. Sau khi anh em làm việc kia xong thì sẽ sắp cá vào két để muối hâm. Đây, bây giờ sẽ sắp cá các bạn, sắp cá vào két bắt đầu muối. Nhà anh em rồi hâm lấy đá này, bên này là hâm muối cá. Cá chim. Rồi chút tận đây mỏ để hâm hết rồi, con thêm đi. Rồi coi chim. Anh em đang hâm muối cá các bạn này, thì thấy cá lên bên này tiếp, nhưng mà lên ít quá. Sau khi mùa xong này thì đánh tiếp. Rồi, thuyền đang đi theo cá nằm lâu này.